Hà Nội những ngày mưa bão, nhiều tuyến phố ngập úng cục bộ dẫn đến tình trạng xe ô tô, xe máy bị ngập nước và hư hỏng. Việc sửa chữa và bảo dưỡng kịp thời sẽ giúp cho các phương tiện trở lại lưu thông dễ dàng hơn. Và cũng vì lẽ đó, những ngày này, các xưởng sửa chữa ô tô lúc nào cũng đông khách. Xưởng sửa chữa ô tô của anh Hà ở phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Sau những ngày mưa bão, lượng khách tăng lên đáng kể. Phần bởi gần trung tâm thành phố, lại có xưởng rộng rãi, thoáng mát. Phần bởi anh Hà đã có nhiều kinh nghiệm trong sửa chữa, xử lý xe, nhất là với loại xe bị ngập nước. Thì cái thời gian vừa qua do ảnh hưởng của bão Yagi, xong rồi kèm theo nữa là sau đấy là cái hoài lưu của bão. Nó gây ra Hà Nội thứ nhất là ngập úng rất lớn và mưa rất nhiều. Trung bình một ngày chúng tôi xe là nó rơi vào 30 đến 40 xe. Thì trong những cái ngày mưa bão lũ này nó có thể lên đến 5-60 xe. Và các cái xe chủ yếu là vào làm các công việc liên quan đến vệ sinh nội thất này, liên quan đến xử lý các vấn đề liên quan đến ngập nước. Alo, giờ ra xin nghe. Nước ngập vào sàn đấy, nếu mà nước ngập vào sàn thì anh nên, nói chung là cái này thì nếu mà nó đã ngập rồi thì nó sẽ ướt hết các nút rồi. Thì anh cứ đóng cửa vào, đóng chặt vào chỉ có kính thôi. Thì mở cái kính xuống thì em cứu hộ về, sau khi cứu hộ về thì em sẽ cho là tháo tập sấy sàn, khử mốc, tất cả vệ sinh nội thất cho anh. Đấy, vâng. Vâng, anh lấy vị trí nhá, để em gửi cho bên cứu hộ sang cứu anh ạ. Vâng, lưu ý không được nổ máy nhá. Vâng ạ. Anh Dương là một trong những vị khách quen thuộc của xưởng sửa chữa ô tô này. Cũng vì đi ô tô vào tuyến đường ngập nước nên anh Dương phải đến đây ngay. Cái xe của em thì đang có cái hiện tượng đấy là cái phần mặt thảm ở đằng sau ấy, sờ vào là nó có cái hiện tượng nước. À đấy ạ. Thứ hai nữa là các cái ghế da có cái sự chuyển màu, khả năng là do cái độ ẩm nó ấy, mưa này cảm giác nó có một cái độ ẩm nó cao ấy. Ok. Rồi ok. Đâu để em xem cái nội thất của anh nè. Thứ nhất là ghế da này nó đang chuyển màu này. Cái hai nữa là nó có hiện tượng là tương đối là bẩn. Cái thứ ba nữa là nước đây, đây rồi, sàn này. Sàn đang óng nước này. Mấy ngày vừa rồi thì Hà Nội mưa to, thì xe của tôi thì là ở cái bãi thì là nước ngập rất là nhiều. Và trong cái quá trình mà từ nhà đến cơ quan thì là cả tuyến đường Hà Nội, trên cái tuyến đường đi làm là mưa cũng ngập gần nửa bánh xe. Thì là xe đã có cái hiện tượng là bị nước nó vào trong cái phần của cái nội thất. Cho nên hôm nay là tôi cũng đến cái gara để mà thực hiện vệ sinh lại cho nó ngăn mùi và đồng thời là kiểm tra xem là các cái động cơ cũng như là về mặt thiết bị của xe xem có làm sao không. Thôi mấy cái này thì cơ bản là nói chung là xử lý được hết là ngon lẻ ngay mà như mới ngay mà. Và anh Sơn làm ở xưởng sửa chữa ô tô này đã hơn một năm nay, kể từ khi đi làm. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh Sơn sửa nhiều chiếc xe bị ngập nước như thế này. Ở xưởng chúng tôi thì sau ngày bão vừa qua thì số lượng xe vào thì về phần ngập nước thì khá là nhiều. Và nó cũng gọi là nổi trội hơn so với những ngày bình thường. Và chủ yếu đa phần là sẽ là về phần ngập nước và sàn xe. Và cũng có khá là nhiều xe là phải đại tu lại máy khi mà nước ngập quá cao và có những con thì là sẽ phải dọn hết lại toàn bộ nội thất và tại vì có những nơi mà nước ngập là quá đầu xe. Con này là thuộc dạng là rất là khá là nhẹ rồi tại vì chỉ phần nước thì chỉ là bị ngập vào bên trong phần sàn xe thì như con xe này thì bây giờ chúng tôi chỉ cần là vệ sinh nội thất, sấy khô và khử mùi thì là sẽ là ổn và hoàn thành công việc. Lần đầu tiên là tôi thấy là làm những cái xe mà ảnh hưởng ngập nước nhiều như này.
xử lý triệt để mà để người tiêu dùng có thể sử dụng và không cảm thấy bị khó chịu thì chúng tôi sẽ phải vệ sinh nội thất và sấy khô, thì sẽ mất khoảng tầm 2 đến 3 ngày thì sẽ hoàn thiện và giao xe. Đã thay là cảm biến ABS bằng bên sau bánh phụ. À đấy à. Ngập nước nó chỉ ngập khoảng từ 30cm đổ xuống. Em cứ kiểm tra đi nhá. Được rồi, để anh xem cái xe này. Ok. Xe này đang có vấn đề gì em? Anh ơi, xe này đang bị ngập nước, đang bị gì hết phần phanh. À đấy à. Vâng. Đang bảo dưỡng đang phanh à? Làm công tác bảo dưỡng phanh với lại láng đĩa phanh. Tiếp xúc của cái này nó đang bị gò thì em phải láng ở trên đĩa. Trên đĩa thì cái, hai cái mặt phẳng bắt như này thì sẽ giảm thiểu độ vênh của đĩa, hiệu quả phanh tốt hơn. Những ngày này mà thường xe ở Hà Nội ngập nước ấy thì xe ô tô thường thường sẽ bị là tình trạng là nước vào trong động cơ với lại nước vào trong khoang máy, thì nếu mà xe nào ngập kính thì cái hiệu quả phanh cái phanh này sẽ bị rỉ thì mình phải đi xử lý và bảo dưỡng lại cái đĩa này. Trung bình nếu mà những ngày mà bình thường mà không Hà Nội mà không bị ngập lụt thì trung bình thì khoảng tầm 1 đến 2 xe họ để trong hầm, như kiểu là hầm nó bị báo động các thứ nước nó vào thì sẽ bị 1 đến 2 xe. Còn nếu mà bình thường, nếu mà Hà Nội mà bị ngập nước như mấy ngày hôm nay, trung bình một ngày thì sẽ có khoảng tầm 5 đến 7 xe vào xưởng để xử lý các bệnh ngập nước về vấn đề nước ạ. Sửa chữa và bảo dưỡng xong, chiếc xe của anh Hà được chuyển qua khu vực spa nội thất để thực hiện sấy khô các bộ phận của xe. Đó là với trường hợp xe ngập nhẹ, còn với những trường hợp ô tô ngập nước nặng hơn thì đa phần máy móc sẽ được tháo và bổ, thậm chí được phơi nắng ở ngoài sân rộng. Hôm qua ở quận Thanh Xuân nó ngập gọi là tràn luôn, nghĩa là ngập hết cả cái sàn luôn, không biết là máy móc là có vấn đề gì không. Sàn thì anh em nó đang tháo ra nó phơi rồi. Bên này là... Wow. Đấy, mấy con này là nó ngập lên gần như nửa máy này. Nếu mà nó ngập trên nửa máy này ấy, thì cơ bản là cái vấn đề là nước vào hộp số với nước vào máy thì chắc là nó sẽ không vấn đề đâu. Nhưng mà ví dụ ông ấy tưởng tượng nha, từ cái chỗ này nó dưới lên chỗ này nó chỉ khoảng là tầm 50 phân thôi. Nếu mà nước ngập quá 50 phân là nó sẽ bị là ngập hộp số này. Đây cái hộp điện ở trong đấy em cúi xuống ngó lên anh cái. Túi khí chưa thấy gì đúng không? Dạ vâng, túi khí là chưa. Nó chưa lên thôi, nó chưa lên cái túi khí đúng không? Cái công việc như hiện tại bây giờ là mình sẽ tháo hết toàn bộ ra này, các chi tiết từ những đường rác này mình sẽ dùng các dung dịch RP7 hoặc là dung dịch vệ sinh để làm sao phải sạch sẽ nhất có thể, cũng như bên trong này các rác mình xì khô hết toàn bộ này, các phần này hàng mục này, tất cả đường điện này, quan trọng nhất là các đường điện này, những cái này chi tiết này, mình tháo hết toàn bộ ra rồi thì cái này mình bỏ ra để ra ngoài, xong rồi mình sẽ cọ rửa vệ sinh hết toàn bộ cái này. Những cái này khá là bẩn. Sau hạng mục sửa chữa ở bên kia xong thì sang bên chỗ bộ phận spa để xử lý. Thì các hạng mục của bên tôi làm là hiện tại như bây giờ là bọn tôi sẽ tháo hết toàn bộ các chi tiết hệ thống trong xe như nội thất. Vì một khi xe đã ngập thì tất cả các chi tiết bên trong sẽ bị ướt hết toàn bộ, để bắt buộc chúng ta phải tháo ra để vệ sinh, cũng như là làm sạch hết toàn bộ nội thất và vệ sinh xì khô hết toàn bộ các chi tiết rắc cắm điện này, âm ly và mọi chi tiết ở bên trong nội thất. Những ngày nắng ấy thì bên trung tâm của chúng tôi là hiện tại này, gần như là sẽ đến chăm sóc và spa lắp các phụ kiện đồ chơi nội thất. Thì gần như là trong những ngày mưa như là thời gian gần đây thì tất cả những cái xe mà tôi nhận trong thời điểm hiện tại nó chiếm đến 80% là những xe là bị ngập nước ướt bên trong nội thất, để xử lý triệt để các cái vấn đề nước ngập cũng như là ngập úng bên trong này, nội thất chi tiết mọi cái thì chúng tôi đã phải xử lý cái vấn đề đó. Nên lượng khách này là tập trung khá đông, là đến 80% là những xe ngọc vào. Và công việc bên tôi hiện tại bây giờ là để tiếp nhận các công việc thì trong vòng một ngày mấy bộ phận spa tiếp nhận thì trong khoảng từ 30-35 xe. Đó. Thì các công việc này về nhân lực thì bên tôi thì hiện tại bây giờ là cũng tầm 12 người, 12 thợ để xử lý. Và công việc này thì giả sử như một cái xe để tháo lắp này thì nhân công cũng gần đến 2-3 bạn để làm. Đến tay khách hàng để khách hàng cực kỳ phải yên tâm là các quy trình chúng tôi là sẽ phải tháo lắp ra một cách rất là chuyên nghiệp, vệ sinh một theo một quy trình là khép kín và chặt chẽ nhất có thể. Khi đến tay khách hàng
là xe là phải chuẩn và xe không bị lỗi và cũng không có mùi hôi nữa. Máy con Jagger mà bị ngập nước đến đâu rồi anh? À bây giờ anh đang thay bạc mới đây. Bạc đấy, vâng. Vệ sinh lại cái lót kia đúng không anh? Đúng rồi, vệ sinh lại đi thay bạc mới. Vâng. Phần bạc này chắc là cứ vệ sinh sạch cái phần lưng này ạ. Có gì? Bạc mới đây. Vâng, chiều cắt biên lại thử luôn. Mày chỉ từ giờ đến trưa là xong cái này. Dạ vâng. Chiều nó lên máy. Cứ vệ sinh cơ bản dần dần để đảm bảo cho xe cho khách hàng đi. Nên là anh em thợ cũng gấp rút xử lý những cái xe ngập nước cho đúng tiến độ, đúng thời gian. Mười hai giờ trưa, tốp thợ của xưởng sửa chữa ô tô của anh Hà tranh thủ ăn uống và nghỉ ngơi để tiếp tục chạy đua công việc với những chiếc xe ô tô ngập nước. Trong những ngày mưa này để xong thì lượng công việc nó tăng lên thì bắt buộc thời gian chúng tôi làm cũng sẽ phải tăng lên. Bình thường chúng tôi làm có thể là 9 đến 10 tiếng, có thể bây giờ chúng tôi làm có thể là 13, 14 tiếng. Vẫn phải làm thêm buổi tối để làm sao để tháo những cái xe ra và nhanh nhất có thể để vệ sinh mọi cái, tránh tình trạng là xe bị đọng nước.